chiều 19 tháng 9, ông Dương Xuân Sáu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra trận lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, thiệt hại về tài sản. Theo đó, khoảng 9 giờ 15 phút sáng cùng ngày, trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân đã làm tốc mái nhà của 14 hộ dân, vụ việc làm thiệt hại về tài sản, rất may không có ai bị thương. Nhận được thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh phối hợp với chính quyền địa phương đã đến các gia đình bị thiệt hại động viên, chia sẻ, đồng thời cử lực lượng để giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại. Trước đó, vào lúc 1 giờ sáng 18 tháng 9 tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, xảy ra trận lốc xoáy khiến 36 nhà dân ở các thôn Dạng Đông, Hoàng Vân, Trung Đông bị tốc mái, gây hư hỏng tài sản của người dân. Ngay sau sự việc, chính quyền xã Cẩm Dương đã huy động các lực lượng gồm cán bộ địa phương, bà con nhân dân cùng với sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội khắc phục hậu quả, lợp lại mái ngói cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, trên địa bàn xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cũng xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy làm hai trụ điện hạ thế bị gãy đổ, một trụ điện bị bung lớp bê tông phía dưới chân cột.